bạn một ngày thật là vui vẻ nhá. Ngày hôm nay chúng mình có một trận chiến đặc sắc các bạn ạ. Ăn theo bảng chữ cái từ A đến Z. Ở đây mình có các phiếu thăm trắng và màu sắc các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ bốc lá thăm màu trắng để xác định ai sẽ ăn chữ gì các bạn nhá. Phiếu thăm màu xanh mỗi người sẽ bốc được một lần và trúng chữ gì chúng mình sẽ phải vẽ từ cái chữ ấy vẽ ra các con vật khác nhau hoặc là các hình vật khác nhau. Nếu mà ai vẽ đẹp nhất thì sẽ được bốc thăm trước các bạn nhá. Chữ Thôi bỏ cái này đi. Cái này hình như là hơi bị lỗi các bạn ạ. Bỏ. Cho bạn làm một chữ khác nhá. Rồi. Đây mới là chữ U. Đúng này các bạn ơi. Đây là chữ U. Rồi bây giờ sẽ phát cho Quân Íp một tờ giấy này. À ta một tờ giấy, anh một tờ giấy. Trong vòng 15 giây ai mà vẽ đẹp nhất từ chữ U này có thể vẽ được các hình con vật hoặc là hình vật, vẽ bất kỳ cái gì mà có nghĩa, mà ai là đẹp nhất thì sẽ được bốc phiếu thăm trước nha. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. 15 giây thôi. Được chưa? Đến 4 giờ nha. Chuẩn bị này, chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Hà Tam được vẽ gì đây? Em vẽ một bông hoa sen. Thảo này, đúng không? Rồi. Rồi, chữ U đây. Còn anh vẽ mặt người đây này, đẹp không? Wow, mặt người này bị vẹo ấy anh ơi. Vẹo đâu mà vẹo, đây chữ U này, nhìn thấy không? Đấy, U là cái mặt nha, với cái tóc luôn. Rồi, Quân vẽ gì đây? Các bạn này, Quân vẽ gì đây các bạn? Bút chì à? Hay là cục tải? Cái này chưa biết vẽ cái gì đúng không? Cục tải. Cái này bài của anh đẹp nhất rồi, thôi anh bước trước chứ còn gì nữa. Cái này là phải của A Sam đẹp nhất chứ. Quân đi, ai đẹp nhất? Em với anh quản tù tì cho nhanh. Hai người quản tù tì đi. 1, 2, 3. Ôi. Anh gì, anh được bốc gì? Quân đi. Bốc luôn. Mờ. Dơ. Mờ. Anh em mình cùng mờ. Mờ. Không biết là món gì đây. Trời ơi. Ái da da, lần này anh có đỡ đầu tư hẳn 3 cái chậu các bạn ơi. Chậu to khổng lồ. 1, 2, 3. Ôi. Cái gì vậy? Kẹo mát. Quả dứa các bạn ơi. Anh coi phim này là cho chúng mình ăn toàn những thứ gọi là kinh dị thôi. Ơi, quả dứa thì ngon thật đấy. Nhưng mà cả quả này thì dặn kiểu gì các bạn ơi. Dặn xong rồi mình ăn luôn một cái bộ hàng. Kẹo này. Đó, đống luôn. Kẹo mắt là con Íp. Kẹo mắt. Ôi, mờ mờ kẹo mắt. Kẹo mắt này ngon lắm luôn. Một chữ mờ nhưng hai số phận các bạn ạ. Mờ mắt này. Mờ mướp đắng. Giờ là nứa à? Thôi anh ăn trước rồi. Đang làm cũng phải ăn các bạn ạ. Ôi giời ơi. Con mà nhỉ. Ôi cắn sột sột ngon luôn. Bắt đầu. Đắng dã man luôn các bạn ạ. Vừa đắng vừa ghê cổ. Ôi giời ơi. Làm hướng cho anh ơi. Tận 3 quả ăn bao giờ cho hết. Chắc chỉ ăn 1 quả thôi chứ. Ra chơi là phải chịu chứ. Thế anh tổ chức trò chơi ra làm gì? Đúng rồi. Các bạn ơi, nhìn ghê quá. Ui, nhăn nữa. Nhăn như là con khỉ đỏ. Rồi. Đắng dã man luôn các bạn ơi. Đắng thế thì bây giờ em sẽ thưởng thức món dứa của em. Đầu tiên mình sẽ bổ dứa các bạn ơi. Lần đầu tiên thấy có người bổ dứa như này cô đi ạ. Người ta phải gọt. Đúng rồi. Gọt hết cái mắt của nó đi. Đây Hà Sam bổ tắt luôn cho nhanh. Nhưng mà bổ thế là nó mất thời gian nên là em bổ kiểu này. Ăn cho nó ngon. Thơm nhỉ. Ăn như kiểu là dưa hấu ấy. Ui. Ngọt. Thơm. Ui ngọt ơi là ngọt các bạn ơi. Ôi quên đi, ăn kẹo của em đi. Để em kẹo ăn này kẹo. Cũng ngon, cũng kẹo. Đấy rồi. Ui. Kẹo mắt này các bạn ơi, ngon. Ui, mút này còn phát sáng ở dưới đúng không? Ôi, còn có cái thanh que phát sáng ở dưới kìa.
Tóm lại lần này là hai món ngon một món kinh dị của anh vỡ đỏ các bạn ạ. Ăn đi anh, kinh dị luôn. Ăn đi. Tiếp theo các bạn ơi, lần lúc anh đèn quá rồi, lần này nhất định là phải ăn món ngon hơn. Mặc chẳng quá anh vỡ đỏ à. Anh chưa ăn trong kẹo. Chua chua. Anh ăn trong tao một bước trắng rồi, một cái miếng chưa trong kẹo các bạn. Lần này thì mình bốc ra để xem là từ chữ gì vẽ ra nhá. Chữ chữ B. Bò, bò các bạn ơi. Vẽ cái gì thì bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị giấy vào trong vòng 15 phút nha. À 15 giây thôi, chẳng ai vẽ đẹp nhất. Bốc đi Hà Tam. Ôi giời. Anh ơi, không đi. May mắn sẽ mỉm cười với mình. Đây này em. Đây. Thờ các bạn ơi. Bò các bạn ơi. Ô. Ô, bò, hờ. Hờ tức là Hà Sao ấy các bạn. Bò là gấu đỏ đấy. Bò. Bò chúng ta nha. Thôi rồi. Các bạn nha. Một. Xoay bánh liếm kem chấm sữa. Ôi các bạn ơi, tại vì này cái hot dog của mình ấy, lớp vỏ ngoài thì nó giòn giùm nha. Để em ăn thử nó bên trong nó như thế nào của anh. Ôi ngon ghê. Vỏ ngoài thì giòn, bên trong còn có chút tích của Nim ạ. Bên trong có chút tích của thèm quá, tôi làm miếng bim bim cho đỡ thèm không ạ? Thèm bố mẹ luôn các bạn ơi. Như cái này có còn hơi nóng thế nào ạ? Đúng rồi. Thôi ăn đi, nhìn em làm gì. Mở quả hạt xào ngon quá. Anh ơi, đổi không? Không, mấy cái đèn lắm anh không ăn, dính răng lắm. Đèn răng hay không, còn đèn răng không? Cố ăn không? Chuyển qua vòng mới. Thôi ăn đi anh ơi. Nhìn Hà Sam mãi thèm lắm. Ơi, lần nào mà cũng được ngon như lần chơi vừa rồi thì coi như tuyệt bằng không các bạn. Thôi quên đi. Bốc ra để được ăn ngon tiếp. Để cho mẹ chị đi tiếp theo đây. Chữ gì? Chữ gì các bạn nhá? Rồi. Quên đi, bà Tam đã nghĩ ở trong đầu vẽ cái gì chưa? Em nghĩ là em sẽ vẽ một con gì đấy mà nó phải tựa tựa như là anh có đỏ. Con run. Dạ. Các bạn ơi, chuẩn bị nhau 15 giây nhá. Xong. Đây các bạn ơi, đẹp không này các bạn ơi. Đây là cái ô hả anh có đỏ? Đấy, em nhìn em nhận được ra tay cái ô chứng tỏ là anh vẽ quá đẹp. Gì vẽ là cái ô luôn? Của em đó là một con vịt, lai con gà, lai con thiên nga, lai con chim cánh cụt. Con này, thôi, con này xấu quá. Con này, lai gì mà lai nhiều thế? Đây là cái gì vậy? Nấm. Nấm á? Đây là cây nấm á? Cây nấm này là cây nấm biến dị rồi. Cây nấm gì mà có cái cục ở giữa đây? Ừ, nấm, cục ở giữa đây là cục gì? Hoa. Hoa, cây gì?
Còn đây này, em mới vẽ con vịt này có đầu một chân rồi. Lần này anh vẽ đẹp nhất rồi chứ còn gì nữa đúng không các bạn? Các bạn thấy đẹp không? Hai sao vẽ đẹp không? Gọi là tạm tạ. Cô Nhi vẽ đẹp không? Cũng là tương đối. Rồi, Cô Nhi vẽ đẹp không? Không phải, tôi đi lên xem ai bước thứ hai cho anh nhất rồi. Nào, một, hai, ba. Thế là anh nhất bốc lên à? Rồi, anh bốc đầu tiên, bốc luôn. Em bốc thứ hai, bốc luôn. À không, cái này mình bốc cái này. Bà các bạn ơi. Bà. Mình bốc cờ các bạn ơi. Cờ. Thế lại một cuộc đời hai số phận à? Đúng rồi. Anh ơi, anh. Anh định làm gì? Em ăn cũng dính vào mồm mày. Đấy. Anh đang nhìn xuyên thấu trong bên trong có gì và anh tin chắc lần này cũng toàn món ăn ngon thôi. Đâm đâm thủng xuyên xuyên không thấu. Ủa em? Ngon anh ạ. À. Của anh cũng thế, cũng ngon. Ôi trời ơi, các bạn ơi, của mình chả nhìn được cái gì. Ôi trời ơi, anh ạ. Happy la này các bạn ơi. Ôi. Cái gì ấy? Gà tím này tanh lèo. Công nhận là quý với hạ tam tam món ngon này, có mấy quả mình là không ngon rồi các bạn ạ. Được rồi, mình ấy là con người dám chơi dám chịu ấy các bạn, chứ không như một số người ấy các bạn. Yeah. Thế nên là mình sẽ ăn nha các bạn nhá. Tự tin với hạ tam. Ui ngon. Ui. Ui như bánh mì ấy à? Bên trong xốp xốp. Ngon không hả sao? Nói chung là nó ghê á. Mà nó còn cảm thấy là nó kiểu mùi ghê. Mùi hôi, mùi ghê á. Kiểu nó hăng hăng nhợ nhợ. Ăn miếng pizza cho đỡ ghê cô đi bạn. Em có pizza đâu mà ăn. Anh thấy quả này bé hơn này, ăn quả này. Đấy. Đúng rồi, cắn to lên. Ui, giòn công cốc. Ui, ui, nhìn. Ăn cả vỏ à cô Điếp ơi. Thế nào cô Điếp? Món của tớ không bình dị mà món của tớ. Vấn đề gì? Không, chanh leo này thực ra là nếu mà pha ra là ăn uống rất là ngon mà. Các bạn ơi, đang có cô Điếp này. Cắn một cái mất cả một miếng luôn các bạn ạ. Bằng là được em. Ôi ôi. Chua quá. Mọi người. Chua. Chua lắm. Làm miếng pizza cho nó đỡ chua không? Không. Của ai người đấy ăn. Nào bây giờ thi cho bài ăn hết trước ạ. Các bạn ơi, trận chiến ăn cho bản chữ cái từ A đến Z đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và ai cũng phải ăn món kinh dị và ai cũng được ăn món ngon. Nói chung là trận chiến hôm nay là công bằng cho tất cả mọi người. Đúng không cô Điếp? Hà Nam đen đuổi cho tất cả mọi người. Và trận chiến của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bình luận cho chúng mình biết và like video này để ủng hộ chúng mình nha. Còn nữa là bye.